Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây rất nhiều các anh các chị về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo của một em trai hiện nay đang sinh sống ở một nơi rất xa về đây để mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ của mình. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Dạ, em cho anh biết là em tên gì? Em tên là Trần Hồng Diệu. Trần Hồng Diệu hả? Diệu nhiêu tuổi rồi? 32 tuổi hả? 32 là em 92 hả? 93 hả? 31 hả? Tuổi giàu đúng không? Giàu. Em cho anh hỏi này, em hiện nay là em đang sinh sống ở đâu? Em ở sống ở quê Kiên Giang, nhưng mà lên đây làm mấy mấy năm nay ở công ty công việc đó, ở bên cái xăng. Em quê ở Kiên Giang hả? Dạ. Em mới về Bình Dương sinh sống hả? Mới lên đây làm. Về đây lâu chưa? Dạ, lên đây làm mấy tháng rồi, vợ ví dụ này bị chặt lên đây làm cho quê quên nữa. Vậy? Mới được mấy tháng hả? Để em cho anh hỏi là em hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm ai? Tìm vợ em, Nguyễn Thị Cẩm. Vợ là Nguyễn Thị Cẩm. Dạ. Vợ em nhiêu tuổi rồi? 31 tuổi. Ồ, hai vợ chồng cũng ngang theo tuổi hả? Nhưng mà giấy tờ thì nó bằng tuổi. Ồ. Hồi đó nó làm sao lộn, sinh chí ba luôn. Vợ anh quê ở đâu? Kiên Giang cũng gần ấp luôn. Ồ, vậy hả? Vậy ngon rồi. Cách có mấy cái số hả? Ồ, vậy hả? Em quen vợ em lâu chưa? Em cứ vợ em mười mấy năm thôi hả? Thế là sớm vậy hả? Em được mấy người con rồi? Em được ba người con. Trai gái? Hai đứa gái sinh đôi 13 tuổi. Ồ, hai gái sinh đôi luôn hả? Còn đứa trai lúc 6 mới dọn mũi giáo. Ồ. Vậy là 20 tuổi là mình lấy vợ đây hả? Cuối năm 19. 19 tuổi lấy vợ? Cuối năm. Sớm vậy hả? Yêu sớm, lấy vợ sớm. Em hiện nay là công việc ổn định không? Ổn định. Ổn định hả? Thế còn vợ em làm gì? Em cũng làm trong công ty thôi. Vợ em làm công ty ở đâu? Làm việc thế hả? Làm Bình Dương hả? Ừ. Vợ em về Bình Dương lâu chưa? Nó cũng đi nửa em đây. Ồ, vậy là hai vợ chồng em mới Bình Dương hả? Đi mới mấy tháng này. Ồ, trước vợ chồng em làm việc ở đâu? Ở quê. Công việc tốt không mà lại về Bình Dương? Công việc em làm thì cũng tốt, nhưng mà tại vì vợ nó này nè, vụ này đó. Vụ này là vụ gì? Vụ mà quen bạn trai á. Ồ. Bạn trai đứng vô sợ nhà, rồi vợ cũng đi làm. Em phải hả? Muốn làm theo cho vợ em. Vợ em có chồng có ba người con, còn bạn trai gì nữa? Nó quen với thằng này Vũ Đỗ nữa. Nó ở đâu? Nó cũng ở dưới quê luôn, nhưng mà nó có vợ ở bên Đồng Tháp á. Ồ, vậy hả? Đồng Tháp 20 năm, hai mấy năm giờ, vợ nó ở bên vợ. Ừ. Vậy là ông Tướng thì ông ở bên vợ? Ở bên vợ. Mà sao lại quen vợ em? Nó về quê nó vô ông già nó, mình gần nó gặp. Ồ, vậy hả? Nó là quen trước qua mạng rồi, rồi về. À, là quen trên mạng xong về quê để đám dỗ đúng không? Rồi về quê dỗ thì gặp luôn, rồi là hai đứa hẹn hò. Là vô tình là gặp nhau hay hẹn nhau trước rồi? Dạ. Ồ, về gặp nhau luôn. Em biết lâu chưa? Em biết cái này cũng lâu rồi, nhưng mà em muốn bỏ qua cho mấy đã đi mấy lần bắt ấy rồi bỏ qua. Em bắt được luôn hả? Dạ. Em bắt được ở đâu? Em cũng như là nó hẹn hò đó, tin nhắn qua điện thoại á, không cần thấy nhắn tin. Em có bắt quả tang không? Không có bắt con tang được nó, nhưng mà người thấy. Nhiều người thấy luôn hả? Dạ. Chở nhau à? Chở nhau. Chở nhau đi đâu? Không biết đi đâu, không biết. Nhưng mà cái lần này đó, tức là đợt này mấy lần trước á, là bỏ qua hết rồi. Ừ. Có đợt này nó bị lừa. Em nói thiệt luôn. Em sợ luôn, cho mẹ em biết. Mình có nói thật chứ có sao đâu? Nói chẳng này một đi mới có chuyện qua, cho nó đi chuyện luôn. Vậy là em biết là chính xác là vợ em quen người đàn ông khác. Dạ. Nhiều lần chưa? Nhiều. Tại vì là dì bên vợ nói chung là đi quê là biết hết rồi. Biết hết luôn hả? Biết hết. Bên vợ biết hết rồi. Em vẫn tha thứ cho vợ? Dạ, tha thứ. Tại vì thương con. Thương con đúng không? Chứ mình cũng buồn lắm đúng không? Em biết là như thế thì về em có nói chuyện với vợ em là bỏ đi mình. Dạ, em cũng có lúc mà nó chưa đi em cũng tin đó. Em biết rồi, nó tin em này. Em đừng có bỏ. Anh với con. Em bỏ anh, bỏ con hết đi á. Mà bố nó cũng ở cái vậy, cũng chán, không bỏ à. Nó nói chồng con mình bỏ được, nó chi nó. Em cũng có nói với vợ em hoài vậy đó. Là những lần trước mà vợ em đi tổng cộng mấy lần rồi? Nó đi rồi. Mấy lần trước là đi. Nó quen rồi, là nó cái lửa, nó đi, nó trốn đi. Đi hai trốn luôn hả? Trốn đi. Đêm mấy ngày? Đi hai ngày. Ui giời. Hai ngày đêm mới về. Hai ngày một đêm luôn? Hai ngày đêm. Hai ngày hai đêm. Nó mới về, điện nó về, về nó về cái xe cầu bông á.
gia đình em không cho em. Gò Quao là Tiền Giang hả? Kiên Giang. Kiên Giang hả? Gia đình không cho đi nước. Em sao lại đấy? Sao không cho đi nước? Nó đi được về được, không có nước cho chị. À. Em mới sợ nó không dám về, em chạy cũng chạy. Chạy đi nước luôn. Chạy nước luôn. Trời ơi. Thế là bây giờ là gia đình bên vợ biết hết rồi. Biết hết. Mà em vẫn tha thứ cho vợ. Không thì sợ em nói. Ông già bảo thương lắm hả? Thương em hả? Anh hỏi em này. Ông khóc cũng được như vậy. Anh hỏi em. Em có làm gì sai với vợ không? Em khẳng định nhà mình có làm gì sai không? Không. Chắc chắn là không có sai hả? Em đi làm về hàng tháng em có đưa tiền cho vợ không? Có. Đưa hết luôn hả? Hết, nhưng mà tiền hai chồng em không có ai giữ hết trơn á. Nhưng mà tiền của mình á, về á, thì còn xài là để trong phòng đó, để xài. Xài chung đúng không? Xài chung, không ai giữ. Còn cái tiền là mình cắt riêng. Cách hai vợ chồng em một tháng thu nhập khoảng bao nhiêu tiền? Tháng này vẫn có 10 triệu bạc mà chi phí rồi nhiêu mấy triệu bạc. Đưa được mấy triệu con? Đưa được mấy triệu gửi cho con hả? Con em biết chưa? Con không biết rồi. Biết luôn hả? Hai đứa đầu con gái hả? Dạ. Trời, con gái 13 tuổi chắc biết hết đúng không? Biết rồi. Con gái còn học không? Dạ, mẹ nó đi lần này là nghỉ học rồi, chụp mẹ. Mẹ đi là con nghỉ học luôn. Thế vậy là vợ em bỏ nhà đi theo người đàn ông khác lâu chưa? Mới đi, đó này là đi mạnh với em, mới đi bữa chiều thứ hai. Đi làm em xong bỏ đi hôm thứ hai vừa rồi hả? Thứ hai rồi. Mới đi xong hả? Hai đứa đi làm sáng cũng bình thường chứ. Đi làm rồi ăn rồi ra, không chưa, nó bớt cơm, em ăn đàng hoàng rồi vô ca, rửa ra về em không hay. Đây là, nhưng mà là ăn cơm xong là em không biết là vợ em đi đâu luôn? Không. Tối về là không thấy vợ? Về mở cửa ra thì thấy đồ cũng lắm chứ. Đi. Vậy là vợ anh chọn hết đồ đi à? Chứ? Lạ ấy. Thế là bây giờ con em là bỏ nhà luôn hả? Bỏ bên ngoài. Bỏ bên ngoài hả? À. Vợ em đi con em theo gì đi không? Quần áo với cái gì? Quần áo như đều có một dây chuyền với bông đó. Dây chuyền với bông hả? Dây chuyền lớn không? Dây chuyền với bông với điện thoại tới tầm 2 triệu. Ồ. Vợ em đi xe đi bộ? Đi ra mình bộ. Đi bộ ra ngoài hả? Có thằng đó thì nó chạy xe ra mình tổng. Ui giời. Tại vì cái gì ở ngang trọ chung á, bà thấy nó là gấp lắm. Đồ lấy gấp lắm hả? Lấy đồ gấp rồi bà đi ra ngoài á, bà thôi. Là bà thấy cái xe thằng kia ngồi đợi ngoài. Nó đi xe hơi hay sao nè? Thì xe thằng nó qua nước là chỉ là lắp màu đen. AB màu đen. À, đen vàng. Ông tướng có bao nhiêu tuổi rồi? Khoảng nhiêu tuổi? 43 tuổi. Biết rõ 43 tuổi tên gì? Nguyễn Hậu. Nguyễn Hậu. Quê ở đâu? Kiên Giang. Quê Kiên Giang luôn. Nhưng mà nó có vợ là nó ở bên Pháp. Ờ. Em mới tìm về nhà hắn chưa? Em có biết nhà đó luôn hả? Nhà đó nó gần mà. Ồ, biết nhà luôn? Nhà gần rồi em với. Vậy là trước đây gia đình mình có biết ông tướng này không? Biết, nó tại vì nó với quê mà, nó có vợ trên này, nó ở trên này. Ồ, vậy là mình biết nhau trước hả? Mình vợ nó thì không biết ở trên Pháp này thôi. Nhưng mà vợ em biết người đàn ông này lâu chưa? Biết mà trong Tết ra đây. Vậy là quen trên mạng hả? Quen trên mạng trước rồi nó mới gặp ở ngoài. Ngoài nhà trong Tết đó luôn á. Ôi. Khổ thật. Rồi lên đợt này là 6. Rồi từ tháng 3 giờ, hai mấy tháng 3 giờ là bình thường. Có đợt này nó quậy lên. Này vua rồi em ơi. Vợ em đi nhiều lần rồi, mỗi lần đi như vậy là vợ về có nói thật không? Giấu hả? Em vẫn tha thứ luôn. Em biết mình. Sao em kiểm soát hoặc em tìm cách nào đó hoặc tại mình quên? Cái điện thoại của nó em không gần. Sân điện thoại là mình không dành. Em không gần. Xài, mình không biết xài, mình phải nhờ người cập nhật vô nhé, để vợ nhắn tin ra mình biết chứ, mình kiểm soát chứ. Để mình khi nào vợ đi thì mình phải biết chứ. Nói chung là cái điện thoại là về, em chỉ biết là nó chỉ là điện với giấy rồi, mở giao lô lên. Tối là vợ về là hai vợ chồng có ngủ chung không? Ngủ chung không? Bình thường hơn? Đi nó ngủ từ sáng, còn làm đồ cho em ăn, rồi đi mạnh, ra cơm trưa vậy đó, bình thường chứ, không có gì. Vẫn làm đồ cho chồng ăn đúng không? Dạ, bình thường. Hai vợ chồng em gọi nhau bằng cái gì? Lúc mà trước đó là anh em rồi, giờ là nó không có tên một anh, nó ngang với nhau là ông đúng không? Ông tôi đúng không? Kiểu vậy hả? Vậy là bây giờ anh hỏi em này, vợ em thế này là có rất nhiều dấu hiệu là quen người đồng khác là không còn tình cảm em. Em biết. Vậy là mình muốn tìm vợ về nhưng mà vợ không có tư tưởng để thương em nữa. Thì sao? Cho nó con
cho con á, bây giờ mẹ vợ cha đầy đủ thôi. Anh hiểu cái điều đấy, anh biết là người đàn ông là thường thường suy nghĩ như vậy em ạ. À, em sợ tội cho hai đứa gái em. Em ở lớn lên nó nóng ra nó mẹ nó nữa. Đó, mình là chồng mà mình nghĩ được như vậy mà vợ mình không nghĩ được như vậy, đúng không? Thương quá trời thương mà. Đó, chồng biết nghĩ cho vợ, biết nghĩ cho con, mà vợ lại hoàn toàn lại không biết nghĩ gì. Những lần trước về về là vợ em có xin lỗi em không? Không, không luôn. Thậm chí là mẹ buộc em mà không nói chuyện, không nói chuyện tới luôn. Thôi, cha mẹ không có làm gì nói đâu. Lần trước về là quậy là chửi hết trơn. Chửi hết luôn. Bây giờ em nếu thực sự phải chia tay, thực sự phải chia tay em ạ, à, mình có buồn không? Buồn, nhưng mà liệu khả năng em có nuôi được con không? Tìm thì anh sẽ giúp để tìm vợ em, còn giúp tìm nhưng mà vợ em có về không, mà vợ em có dám đối diện với sự thật hay không á? Hả? Vẫn tha thứ. Em tha thứ nhưng mà vợ chồng không vui vẻ, không hạnh phúc thì em sao? Ôi giời ơi em ơi, nếu vợ em sai lầm một lần có thể bỏ qua được. Có lần này là lớn với em. Mấy lần trước thì em bỏ qua nhiều, cũng nhỏ nhặt thôi, cô nói tới. Có lần này là nó lớn, cả lần lớn với em. Ôi. Trước kia nó đi là nó cũng bình thường, là không có hiện tượng là đi luôn, biết nó đi luôn. Mua đồ cho mấy đứa con. Mà trước khi đi vẫn mua đồ cho con. Là những lần trước á. Không, lần này nè. Lần này hả? Lần này là em với vợ nó đi chợ mua đồ, đã lương ra rồi, hai chồng chợ mua đồ. Mua đồ cho con nữa, chứ mua đồ em nữa. Mua đồ em nó mua đồ dành đám. Em nói thôi, không mua đâu để mua cho con đi. Này chắc mua lần cuối đấy em. Em nói chuyện với vợ đấy, mình có nói chuyện khéo không? Nhẹ nhàng không? Mình có bao giờ đánh vợ không? Vợ em với em ấy là hai người nếu đấu khẩu nhau ai là người thắng? Vợ em thắng hả? Mình chịu nhìn. Em nói chuyện lớn tiếng em. Đúng rồi. Cho có bao rồi, cho thùng xốp rồi. Ôi giời ơi. Vậy căng lắm, nhưng mà thôi bây giờ thế này nè em ạ. Bây giờ dù sao cho nữa thì vợ cũng đi rồi. Nhưng mà những lần trước anh hỏi, những lần trước là vợ em đi với cũng người đàn ông này hay người khác? Đó là nhưng mà chưa có đi, không biết có hẹn gì đi không. Không có chuyện là đi không đâu em. Thì nó đi á, một lần nữa đi á, là có lần đó là ở đi. Lần đầu tiên là đi đó là không biết có gặp hẹn không mà em không biết. Nhưng em điện kêu về là lúc đó nước mày gồ bao nãy nói đó. Lúc về còn mấy lần kia ở trốn đi đó là em bắt lại là ở nhà luôn. Rồi em đi mày em nói luôn. Lần này là em cố tình đưa vợ em đi lên Bình Dương để tránh xa ở địa phương nha. Để có thể không tiếp cận với những người tình cũ nữa. Và mong muốn để cho vợ không nhìn đối diện với sự thật, không nhìn với những cái gì mà trước mắt đã xảy ra. Anh hỏi lại em này, thực sự là em có thương vợ không? Thương mà tại sao vợ đi nhiều lần như vậy mà em không cách nào để em nói chuyện với vợ? Em muốn tìm hoài. Bây giờ nếu anh em hiểu xin mình nhưng mà tìm ra thông tin mà vợ em, mà vợ em lên tiếng, vợ nói là vợ em giờ yêu cái người nào đàn ông nào 42, 43 tuổi đó, mà vợ em bỏ con luôn, vợ bỏ chồng luôn, em có chấp nhận không? Sự thật vẫn là sự thật em ạ. Đó, em suy nghĩ kỹ đi. Bây giờ dù ra trong nữa này vợ em cũng bỏ rồi. Nhưng mà trước mắt em bây giờ là còn cha mẹ, còn các con em đang cần cái tình thương của gia đình. Đặc biệt là bây giờ vợ em bỏ đi theo người tình rồi. Còn bây giờ thì em phải tập trung để kiếm tiền em ạ. Suy nghĩ cho thật kỹ, bình tĩnh, suy nghĩ cho thật kỹ. Tiếp tục công việc em ạ. Thì mới có tiền mới nuôi các con được. Chứ bây giờ em bỏ lúc con em nữa thì ai nuôi? Không lẽ cho anh em mẹ già nuôi? Đúng không?
Em hãy nói một điều gì đó để cho vợ em xem được video này. Hy vọng là vợ em nếu mà lỡ sai thì vợ em suy nghĩ lại, nếu sửa đổi được thì vợ em sẽ liên hệ cho gia đình để vợ em quay trở về cùng với gia đình, đặc biệt là với ba đứa con. Thì đó, em cũng nói giờ vợ em về á, giờ cũng như cũng gì tôi bình thường, trước giờ cũng bỏ lỗi hết. Chắc chắn là em có yêu thương bình thường được không? Không yêu thương bình thường, em cũng không có tiền. Nhưng mà ví dụ lúc mỗi lúc buồn vui liệu mình có nhắc là em bỏ anh, em bỏ con, em đi theo người nọ người kia không? Mấy lần trước học lúc mà cũng tỉnh thôi nhậu à, tại vì em cũng ít nhậu lắm, lâu lâu mới nhậu. Nhưng mà mỗi lần nhậu là mình nhắc đúng không? Không, em lúc mà tỉnh em nói anh đừng có khuyên đó, là anh đừng có quen thằng đó nữa. Cái người đàn ông hiện nay vợ người ta có biết không? Biết. Biết luôn hả? Bây giờ em với vợ ổng, vợ đó là có chuyện được không? Lâu lắm. Em và cái người phụ nữ đó nói chuyện với nhau? Dạ, kết bạn, gọi kết bạn. Ồ. Kết bạn nói chuyện không? Người phụ nữ bao nhiêu tuổi rồi? Chắc cũng là ná tuổi với chồng. Cũng bốn mấy hả? Dạ. Ồ. Cũng ở bên vợ đó. Vậy hả? Bây giờ em nói chuyện với vợ em đi, nói chuyện ngọt ngào lên để cho vợ em nghe được, vợ em xem được, có thể là vợ em sẽ bỏ qua, không đi theo người đàn ông khác, những người đàn ông khác nữa. Vợ em sẽ suy nghĩ lại để quay trở về với em, với các con. Em nói chuyện với vợ đi, nói chuyện lớn rõ ràng đấy. Thì anh cũng mong em về với cái con đây, anh bỏ qua hết cả đời em. Em yêu mình có sai lầm nữa. Em có hy vọng là vợ em sẽ quay trở về với em lần này là lần nào? Là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng mà quan trọng là liệu vợ em theo em có hy vọng là vợ em sẽ sửa đổi được không? Dạ, lần này nhắc em hy vọng là sửa đổi. Vợ em ngấm rồi em ơi. Tại vì lúc trước là nó hèn lắm, từ mà lúc quen này là về nó tính tình. Thì đúng đó, gần mực thì đen em ơi, gần đen thì sáng. Gần người tử tế thì phải tử tế, mà gần người không tử tế thì chắc chắn là phải bại rồi. Mà vợ em trước đây nói chuyện với em có ngọt ngào không? Trước ngọt. Ngọt ngào. Vợ em trước là ở nhà nó hay nhắn tin gọi điện trên các trang mạng khác không? Nói chuyện cũng như chị em gọi lại thôi, chứ em cũng không nghĩ là thời gian sau em phát hiện. Ồ. Vợ em có lên TikTok hay Facebook không? Facebook thì có, TikTok thì không. Mới mấy bữa nay là nó là hắt nhét TikTok mới la nó bật. Còn nhét nhét nữa hả? Quay hắt nhét vậy mới la nó bật quay đông la đăng lên. Ừ. Nó đẹp rồi đăng cái sao đăng ra để thả thính đi em ạ. Đấy. Vậy là mất vợ rồi, nhưng mà khổ nhất là các con. Thằng kia vợ nó nói thằng đó là lần này nó cũng ba cũng làm rồi. Ừ. Nó quen trước, nó cũng quen hai nhỏ gái cũng khoảng thời gian nó như vậy năn nỉ. Còn ông tướng kia thì cũng đi mỗi một bà một thời gian xong rồi về lại năn nỉ vợ cũ. Ồ. Vậy là chính toàn người đàn ông cũng chẳng có tài cán gì. Không có tài cán gì. Rồi vợ ông nói lần này tới hốt, dẫn hốt luôn vợ em rồi đó. Chung chị em với vợ ông đó là chuyện của chung chị em cũng mà. Nghe khổ. Nó chặn số của em với vợ nó liên lạc, nó chặn bên trên. Ở đây nó không đi mở. Bây giờ là em gọi cho vợ em được không? Nó không biết lỡ sim hay là tắt nguồn. Em gọi thử thế nào? Hay là em gọi cho người đàn ông, em có số của người đàn ông đó không? Có số, nguồn điện nó đổ chuông cái hát lên nó tắt. Em bấm thử chứ nào? Em bấm đi xem nào, em gọi xem được không? Bỏ mạng rồi, không có mạng rồi. Số cũng tắt luôn, số thì bao? Đó. Ê, khổ thật. Này, chán rồi. Phụ nữ mà theo còn cái số thằng này. Từ từ em, từ từ bấm để nháy máy kia. Phụ nữ mà theo người đông khác em. Anh nói thật. Khó về. Khó về. Em đọc số ông tướng này anh xem nào. Số không mấy? 0353. 0353. 675. 675. 475. 475 ông tướng này tên gì? Hậu. Ông tướng tên Hậu. Còn vợ em tên gì? Cẩm. Cẩm.
Nguyễn Thị Cẩm đúng không? Kia, ông tướng Tiên Hậu đúng không? Nguyễn Hậu đúng không? Nguyễn Hậu gì là Nguyễn Hậu gì? Biết không? Số máy ra này. Em đọc lại số đi. Khi ấy 03 0353 675 675 457 475 nhé. Hả? 475 0353 dạ. 675 dạ. 4 mấy? 475 475 hả? Dạ. Hậu và Tiên Cẩm hả? Dạ. Này thua rồi. Phụ nữ mà đi là khó về lắm. Bấm tắt máy luôn, bấm máy bật luôn em ơi. Không nghe máy luôn. Bắt đầu đổ chuông, bấm tắt máy luôn. Em có số điện thoại của vợ ông tướng này không? Có. Em bấm ở đây không ảnh hưởng người khác. Em bấm, tự em bấm ở đây. Tự em bấm không ảnh hưởng người ta, tội người ta. Còn ông tướng thì cho phá được. Khổ rồi, phụ nữ mà bỏ chồng bỏ con đi theo này, anh nói thật là đi được khó về lắm, đi dễ về khó. Mấy ông tướng này ông có kinh nghiệm á, ông làm cho hết bài luôn, làm cho hết nước hết cái luôn, năn nê bỏ xoài luôn, lên bờ xuống ruộng luôn, sao mà về lỗi được? Đó, ruộng này thua rồi. Mà em thì bản thân em là chịu thương chịu khó, mình cũng chẳng có để ý ba cái chuyện khác nữa, đúng không? Và vợ chồng đôi khi mình thực hiện nhiệm vụ cho xong. Cái này đâu phải lần đầu đâu, lần thứ mấy rồi? Nhiều lần rồi. Khó rồi, rất khó rồi. Cái nhất là bây giờ là tìm việc, tìm là tìm, anh em sẽ giúp em, nhưng em vẫn phải chuẩn bị tâm lý và tư tưởng em ạ, để chuẩn bị nuôi các con. Người phụ nữ tên gì? Người phụ nữ tên gì? Tí hả? Thúy. Thúy hả? Nguyễn Thúy. Chồng tên là Hậu hả? Ủa, là tên Hậu đúng không? Hả? Ừ. Hậu ơi là Hậu, mấy ông tướng tên Hậu này. Thua. Giờ chị cũng đang làm. Thúy hả? Mà chị Thúy đi đúng không? Không nghe máy em ơi. Alo. Ờ, em ơi, anh là bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương này em. Anh bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương này. Anh nói chuyện với em xíu được không Thúy? Anh nói chuyện với em xíu được không? Anh bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương, vậy em có phải là vợ của họ, của người chồng tên Hậu không? Dạ đúng rồi. Ủa Hậu đó, chồng em nó dắt vợ người ta đi đâu vậy? Em không biết mà còn em cũng giữ thằng đó vậy đó. Bây giờ em trai nó về, nó nhờ tụi anh đăng hình của chồng em và của người vợ đó để lên kiếm này nè, đang nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương nè. Bây giờ chồng em nó dọn nhà đi lâu chưa, dọn đồ đi lâu chưa? Dọn đi một lượt chứ vợ đó luôn. Ôi trời ơi. Em với chồng em sống với nhau lâu chưa em? Đã 20 năm rồi. Ôi giời, chồng em sống với em là có tốt với em không? Dạ tốt. Tốt mà sao? Không có gì bình thường á, không có gì hết trơn á. Tốt. Chồng em thì nhanh tính là bay bướm vậy đó, xong mà ông em cũng còn mà cứ dạy luôn á. Chồng em đi làm mày có đưa tiền cho em mà tiền đâu mà nó quen gái vậy? Dạ. Chồng em đi làm mày có đưa tiền cho em không? Dạ có ạ. Có thì tiền đâu mà ông ấy. Mấy tháng nay thì không có. Ồ, mấy tháng nay là móm luôn hả? Dạ. Trời. Anh hỏi thật em này, bây giờ em còn thương chồng em không? Dạ thì dạ. Em chồng em thương, nhưng mà bây giờ là chồng em là đang đi dắt vợ người ta đi này, bây giờ anh em tìm được là lớn chuyện lắm. Bây giờ em cũng đâu biết sao giờ. Bởi vì vợ chồng em là đi phá vỡ hạnh phúc người ta, dắt bà ấy bỏ. Em cũng tốt mà em cũng chuyện này là hai đứa sinh con rồi, nó thành thai rồi. Ôi trời đất quý thần. Vậy là cái câu chuyện này nó theo nhau một năm đấy rồi hả? Quen lâu rồi. Ồ trời ơi.
Mà hầu này chồng em là có đẹp trai lắm không em? Nói chuyện có ngọt ngào không? Trời đất. Mà lại còn ga lăng lại còn ngọt trên này thì gái thì chết tôi. Ui giời là còn bóng bẩy nữa là thế này thì làm sao? Anh ơi em đang làm việc. Rồi, rồi anh. Anh rồi anh cảm ơn em nhé, anh thông báo với em như vậy thôi bởi vì anh cũng muốn mong muốn là tìm chồng em để anh xem là cái người phụ nữ mà đang nhá. Rồi cảm ơn em nhiều nhé em gái. Rồi chào em. Rồi. Cả năm rồi. Cả năm này. Này, không có gì bây giờ người ta biết rồi em ơi. Là chồng bà là quen ai trước là một năm cả năm rồi. Không phải là cái câu chuyện mà quen vợ em một năm này rồi, nhưng mà về vợ người ta vẫn yêu chồng, vợ người ta vẫn tha thứ. Nhưng mà chẳng qua là em không biết thôi. Đúng rồi. Là nó chỉ là mới có lúc mà mới này mới đến mới sắp xuất đầu lộ diện, em hiểu chưa? Mới đây là mới công khai thôi, đường chính chính công khai là cái câu chuyện này nó lâu rồi. Đó là có thằng mời mình đó. Gọi là lén nút lâu rồi. Cái này là nói yêu tới nái rồi. Bây giờ là gọi tới sấy rồi. Thôi bây giờ như này. Anh nói thật. Em ạ. À, vợ em biết thừa người ta có chồng. Mà vợ có vợ rồi. Mà biết thừa là vợ người ta rất yêu em ạ. À, chứ không phải người ta bỏ, không phải là giận nhau mà không phải là ly thân hay ly hôn gì cả. Mà vợ em quyết định theo mà bỏ ba đứa con. Anh khuyên một lời khuyên chân thành. Em suy nghĩ lại trong cuộc tình này, trong cuộc hôn nhân này. Nếu như em tiếp tục mà em bị mù mẫm á, là cuộc đời em sẽ đen tối và em rất khổ. Em ạ, à, không ai mong muốn là mình có vợ khác. Em ạ. À, không có ai mong muốn là cái câu chuyện mà em sẽ phải có vợ khác. Nhưng mà đây là câu chuyện đó là sự thật. Nhưng mà dù sao chăng nữa là anh em Hiệp sĩ Bình Dương sẽ cố gắng nhá, giúp em để đăng thông tin tìm bằng được vợ em, xem vợ em đang ở đâu và ở với ai và làm gì, để giúp em để nói chuyện, để cho vợ em nói chuyện với em một lần. Còn ở với nhau nữa hay không là tụi anh không dám hứa em ạ. À, nhá, tụi anh không thể hứa là bắt buộc là vợ em phải ở được em ạ. À, đồng ý không? Thì tụi anh sẽ tìm cách nha, để kêu vợ em liên hệ cho em hoặc liên hệ cho các anh ở đây để có hướng em nhé. Chứ bây giờ là chắc mắt chắc chắn là em phải chuẩn bị tư tưởng rồi, bởi vì đây là lành ít dữ nhiều em ạ. À, một người phụ nữ mà chấp nhận bỏ ba đứa con em ạ, à, mà bỏ chồng luôn, mà gia đình không có chuyện gì, mà đã cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục mà đi theo người ta, thì anh nghĩ là không còn cơ hội nào đến với em. Đấy, gia đình bên vợ người ta còn biết rõ luôn mà em còn mù quáng vậy. Rồi nãy là hình này cũng có hỏi. Anh biết là vợ không làm sao làm cái đăng gì đâu. Đàn ông người ta phải bản lĩnh anh em ạ, à, mạnh mẽ anh em. Chứ bây giờ vợ người ta thương người ta như vậy em ạ, à, mà người ta còn bỏ vợ để đi theo vợ, để đi theo vợ em. Mà vợ em mà được một gia đình rất cưng chiều đúng không, được chồng này gọi là nâng niu tha thứ mà vẫn bỏ, thì đây là một cặp của trời sinh rồi. Cái gì ở chỗ cặp này mới nói trời trời con nghiệp cũng hay. Đó. Thôi em ạ, à, bình tĩnh đi nha, mình không được suy nghĩ một cách dài dột em ạ. À, suy nghĩ tích cực nhá. Rồi anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em, dù sao chăng nữa tụi anh cũng cố gắng tìm thông tin bằng được vợ em đang sinh sống ở đâu và sinh sống với ai để giúp em nhé. Hôm nay em về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ, em có đồng ý cho các anh em Hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả những thông tin của em lên tất cả trang mạng sau để tìm vợ không? Rồi cảm ơn em nhé, chúc em luôn luôn mạnh khỏe, thường ổn bình an, hy vọng gia đình em trong thời gian tới gặp nhiều may mắn và mạnh khỏe và hạnh phúc em nhé. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Một em trai hiện nay đang sinh sống ở một nơi rất xa, về đây cũng mong muốn là gặp anh em Hiệp sĩ Bình Dương để nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ cái thông tin này để tìm vợ cho em trai. Và vợ em trai này nếu đúng như em trai đã chia sẻ thì hiện nay đã bỏ nhà đi theo người đàn ông khác nhiều lần, nhưng mà chồng vẫn thương vì có ba người con nên tha thứ cho vợ rất nhiều lần, nhưng đến giờ phút này gọi là phút cuối nhỉ, vợ âm thầm bỏ trốn chồng tại công ty, chưa biết được vợ đang ở phương trời nào. Hy vọng là các cô chú chị nếu ai biết được thông tin chính thức em gái đang sinh sống ở đâu thì giúp anh em Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913785888 anh em tìm cách để giúp và em gái này để nói chuyện với chồng của mình lần cuối cùng. Xin chào hẹn cô chú anh chị bạn trong video tiếp theo.